Xin chào tất cả mọi người nhá. Chúng ta sẽ đến với video ngày thứ sáu của Ác VIP không leo leo top. Các bạn lưu ý là mình ghi là leo top chứ không phải là leo top 1, top 2. Mình nghĩ một Ác VIP không mà có thể đua tranh và được top là cũng rất thành công rồi. Có rất nhiều người xem video trên YouTube của mình rồi kiểu vào server này chắc kênh thế giới, kiểu soi mói cà khía này nọ, kiểu như là vào top 1 hay vào top 2 tao gửi vài trăm k, mà những ông đó không biết rằng là game này mà để vào được top 1 thì ít nhất mình nghĩ phải nạp 5 triệu ở những server thường, ít nhất là 5 triệu. Hiện tại mình đang ở top 79 của level, nhưng mà lực chiến này cũng vào được top 42 này cũng rất thành công rồi. Mình nghĩ là ngày mai có khả năng là giữ được top 50. Hiện tại mình còn rất nhiều điều để lên được lực chiến. Như các bạn thấy là mình chỉ mới level 54 mà thôi. Lên 55 thì có thể up cộng 6. Rồi mảnh tượng mình cũng còn rất nhiều này, như vậy còn thiếu 2 mảnh của tiểu kiều. Trường hợp thiếu 20 mảnh, trường liêu thiếu cộng 30 mảnh. Ở cái phần sổ tướng thì cũng tốt toàn ngày mai chắc là đủ, mà siêu thì phải hên xui. Còn ba con tướng tiệm này thì cũng hên xui. Khi mà chúng ta chơi con ác VIP không thì cái phần ta mới vào tướng nó chỉ cho chúng ta tạo mới 20 lần mà thôi, nên có thể nói là cũng bị rất thọt ở phần này, kiểu như chúng ta không có nhiều lần làm mới nên không kiếm được tượng sớm. Ở đây thì mình chỉ có mới có trương liêu cộng 5, trương cơ cộng 5 mà thôi. Nhưng mà này thì mình cũng đã phám đủ 8 cái tích xưởng rồi. Bây giờ thì làm gì đây? Có hai phương án. Chúng ta có thể chọn đi hải tiếp để kiếm thêm một bên hoặc lực đang lên level 55 trong hôm nay, hoặc là chờ sáng ngày mai mà thôi. Mình nghĩ với 57 thể lực thì không đủ. Ở đây là thiếu như vậy là thiếu 6k SP mà đánh một con gian na nhỉ. Với 50 thể lực này thì đi ai, nếu như mà đi ai tròn vẹn thì thêm một bên hoạt lực nữa cũng ok. Còn lại thì sau khi kết thúc video mình sẽ đi ai sau. Chứ bây giờ mà đi hết 10 ai này cũng gần nửa tiếng ít. Ở video này thì mình chỉ giới thiệu quá mà như vậy mà thôi. Còn lại tất cả những tính túy, tất cả những tâm sự thì sẽ để sang ngày thứ bảy. Ở server này thì mình cũng gặp rất nhiều phiền phức. Lúc đầu thì mình có làm một video kiểu như tuyển người vào quân đoàn này, nhưng mà mình nghĩ như bạn nghĩ rằng là top 1 quân đoàn nó dễ dàng hoặc top 2 dễ dàng, nên lúc đầu xin vào rất nhiều, nhưng mà cuối cùng rơi rụng cả. Bây giờ không còn ai thực sự như vậy trong danh sách những người ở quân đoàn con đốc cây này, hầu như là tất cả là người lạ. Còn những người quen mà những người mà kiểu comment trên Facebook cũng như là trên YouTube để xin vào thì tất cả đều đã chuyển sang xin sang cũng đâu khác, và cũng đã kiểu như chơi một hai ngày rồi nghỉ game. Lúc đó có rất nhiều người inbox chắc xin chào anh chị rồi xin vào công đoàn và chơi lên level 30 nghỉ đau khổ. Hôm nay lên được 37. Làm YouTube cho em vào công đoàn với chỉ được lên level 42 là cũng nghỉ, quá khổ. Hầu như những người mà kiểu mà comment bảo rằng là biết tên mình thì mình đều cho vào, nhưng mà cũng là tất cả đều bỏ đi như những dòng sông. Thực sự ở server này thì vào công đoàn top 1 nó rất là lợi hại.
Ở server này tất cả những ác VIP nhất là đều vào hai quân đoàn là VIP và nông dân. Người chơi chia 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 tài nguyên cũng rất là hợp lý. Như các bạn thấy là hai hai bang này nó chiếm bốn cái mỏ lớn. Mỗi ngày mà nếu như mà một cái mỏ nhân ba mà 20 thành viên là một ông được gần 3.000 kim nguyên bảo, 3.000 kim nguyên bảo rất khủng khiếp. Bên cạnh đó thì là không tốn quá nhiều kim nguyên bảo để dành khoáng, tại vì tất cả VIP được tập trung vào hai bang này rồi, và hai bang này cũng rất là nhường nhịn nhau. Ông này level 58 mà sao chưa lên thật sự nhỉ? Level cũng rất thấp, ảo diệu nhỉ? Ông này thường thường những người mà top 1 level là nạp VIP rất cao. Thực sự thì mình chơi cũng khoảng 1 2 tháng rồi mà thấy một server mà nhiều ông lên được thật sự trong ngày thứ 6 như vậy. Phải là có rất nhiều công đoàn clone hỗ trợ thì mới làm được điều đó. Giờ chúng ta thử lượt xem một số tài nguyên còn lại của mình. Như vậy thì phiếu của con 50 phiếu tích sưởng đã đủ rồi, đột phá đơn. Ngày mai lên level 55 sử dụng 2.000 để đột phá đơn, để đột phá tăng lên. Đã luyện bảo cũng đủ rồi, đã thân binh mình nghĩ như vậy là cũng tạm được. SP thì chắc là dư, chắc là dùng đủ dùng. Như vậy thì ngày mai mình sẽ thêm được 10 trang bị tinh là thành được 26, và hiện tại mình đang cần rất nhiều. Như vậy là như khả năng ngày mai mình chỉ mua được 2 món mà thôi, 2 món, ok, 2 món. Leo tháp thì mình cũng leo rất là cực tức các bạn. Bây giờ mình chưa leo được cái 120 sao để mua trang bị tím nữa. Ở server này thì mình có thử, trước giờ thì mình khi mà mình chơi ở server mới thì mình luôn giấu tên, tại vì trong quá trình chơi không tránh khỏi những lúc mà kiểu có nhiều kẻ thù. Mỗi server là mình có thêm một hai kẻ thù, mà trước giờ mình chơi cũng phải hai ba chục server rồi thì cũng số kẻ thù nó cũng cao, và khoảng như khi mình lộ tên mình bán rất là khổ. Thật sự ác của mình chơi mà mình kiểu như là ác của mình ấy thì mình cũng tiếc, kiểu như là có gì thì nhảy server mà thôi, nhưng mà đấy ác là mình nhận cây cho người ta cũng nhận tiền rồi, nên mình cũng rất gọi là cực kỳ kiềm chế để mà giữ số kiếm bảo cũng như là giữ tài nguyên cho ác. Hiện tại thì cái ác VIP không này đã nhận tiền rồi. Ở server này thì mình chỉ còn một ác VIP 4 mà thôi. Ngày mai mình sẽ quản ốc trực chiến rồi phát lên YouTube, bạn nào cần thì có thể liên hệ. Bên cạnh đó thì có một chuyện mình còn muốn kể, đó là cái server này có một ông khi mình lập công đoàn ấy, ông này vào từ ngay đầu, ông ấy vào từ ngay đầu, mình thấy cũng như vậy là không chắc ở đây, mình lưu dòng chắc ở ác kia. Ông kia là vào công đoàn từ ngay đầu, mình thấy tới tận bây giờ tới tận ngày sau mà vẫn đô ý, nên mình thấy thương. Rồi bảo ông này vào cũng là clone để lại quần ngấn, cả hai cùng giao keo rồi mình kiểu cùng cho free mà thôi. Ông thiếu bổn ứng thì cho ông đấu giá bổn ứng quần ứng, nhưng không được đồng vào tích sưởng của mình, tại vì hôm nay thì mình cũng đang farm cái tích sưởng này, nhưng mà không ngờ ông này vào cũng là clone rồi nổi lòng tham đấu giá luôn cả tích sưởng của mình, rất đáng lắm các bạn. Ok thì video ngày hôm nay mình phân xử khá nhiều, cảm ơn tất cả các bạn đã xem nhé.